Bye bye mọi người nha. Rồi, đây là tất cả YouTube của Phan Ngân à. Cái đoạn này chị để quay cho chị gửi cái link qua cho em. Ok. YouTube cho em xin nghỉ đoạn này nha để cho mấy anh chị tới cái đoạn này để mấy anh đăng riêng á. Chị bánh tráng chiên nữa. Làm gì? Em đi thử. Vậy hồi nãy chạy xuống, đi qua khỏi gì chạy xuống hết cuối cuối luôn chị. Đi lộn đường, không biết đường luôn. Không mà thôi không có đi nữa, mình trở lại đi chỗ này xa hơn chị. Nhớ chỗ này không? Có qua đây chỗ này lần nào chưa? Qua rồi, qua bữa gặp bà chị. Nè. Bà chị đi bánh tráng. Ừ. Thôi mà thôi đi qua đi. Quên hả? Không biết đường. Con nghề 50 ha. Ok, cảm ơn nghe. Xê ơi, một phần bánh tráng rồi con. Nhiều khi muốn đảo lại làm đàn ông dễ sợ. Hả? Làm gái đẹp hả? Cái điểm nhấn của con gái là đây nè. Cái điểm nhấn của con gái là nằm đây nè. Gì má? Ok. Mày ngồi không à, mày đi. Nó khuya tối á. Ôm vô chỗ sáng mà. Trời ơi. Nó hại ngầm bà đó bà. Nó hại ngầm bà đó. Trời ơi. Em chống em còn trộn được ha. Hả? Thì ra đi lố rồi. Cảm ơn nha. Ngọc Quyền với chồng Ngọc Quyền không biết quậm làm cái gì nữa. Ngọc Quyền đang yêu ai phải không? Ngọc Quyền đang yêu anh ba anh giao trứng cút. Vì Ngọc Quyền thích anh giao trứng cút vì anh có trứng cút. Hết hồn mà. Bà chơi nó xấu không ha? Trời. Bởi gì ạ? À? Bánh tráng chiên nào? À, ông xã không cho phép hả? Ông thấy lao động quá, ông cho đúng không? Cực quá, ông kêu ông nghỉ bán đi về nuôi. Ông chẳng gây hoài phải không? Ngày ông nói là một ngày ông sẽ nuôi con, ông chỉ cho ăn một buổi tối thôi, sáng chưa nhịn. Nhà anh đang thiếu con heo cái, cần bà về một phố giống đó. Bà hiểu chưa? Đây. Chụp cho khách. Đó. Ê, ở đây 11 để bánh đây trộn được ha. Được không? Hả? Không, bánh nào? Khách nào người ta đi về á, mình trộn cho người ta đi về á. Ở đâu khách nào đi về mình đưa bánh cho người ta đi về. Còn khách nào muốn ăn đây mình trộn cho người ta ăn đây. Đúng không? Sao? Ừ. Trời ơi. Muốn làm tôi làm chưa? Thiếu gì? Đây là Diva Official. Diva Cathy Official.
Kênh gì? À, ngoài kênh Diva Official ra thì mọi người có thể đăng ký trên kênh XNXX Các Thi Diva nha. Bà nội, bà nội, bà nội. Bà làm quá đáng à. Cái kênh đó nhiều người đăng ký rồi mẹ. Hả? Cái kênh đó nhiều người đăng ký rồi. 350 người rồi. Ăn không không rồi xong rồi có trứng trứng gà vô rồi mọi người nhớ luôn luôn chia sẻ cho Các Thi cũng như Diva Các Thi Official. Bữa nãy chị có qua bên kia không hay là qua đây luôn qua đó rồi không có người tôi mới chạy qua đây chỉ qua YouTube xem nhiều lúc chị mới mở lại. À, đi mua vô làm tô trái cây tôm thôi. Có em qua đó mấy giờ, lúc 3 giờ là không đi nữa. Nó về không có chạy qua đây, biết lên đây. Có ai nói hay là tự biết? Dạ, biết. À, biết là bữa nay cũng nhiệt tình quá. Hai em ở đâu? Em thì ở Gò Vấp, đây ở Tân Phú. À. Giờ biết chị lâu rồi nên xuống thăm. Để cách tí xíu nghe đó để Các Thi nói cho mọi người nghe thì Các Thi sẽ định coi từ từ nó ổn định rồi Các Thi sẽ chia giờ chia giấc ra rồi Các Thi ra qua bệnh phục vụ cho mọi người thì mong mọi người đến đây mọi người ủng hộ giùm cho Các Thi cũng như là trên tinh thần tương thân tương ái nha mọi người ha. Thì dự định đây nè, chắc Các Thi dự định là Các Thi sẽ ngồi trong kẹt đó trộn không. Thì ăn ở đây mình trộn. Mà lỡ người ta đồ ăn ở đây nhiều quá thì sao? Trời ơi, tùy có đứng biết đâu. Tùy thôi, tùy chị nói để người ta mang về. Ủa chú Trang làm sao mất rồi? Cậu biểu diễn thôi. Thôi rồi, rồi đưa cho ta 5 bịch chưa? Lâu lâu mình cũng tập cơ chứ. Bye bye em. Hello mọi người. Cái hũ công biển này á là nó mọi người vừa mở ra nó thiệt mọi người. Thơm mùi tỏi liền. Thơm mùi tỏi ngon ngào ngạt. Chị ăn công biển chưa? Ừ đó. Chị ăn công biển chị thấy cảm giác ha. Ngon đúng không? Hai em ăn con biển chưa? Qua đây lấy thử. Phành nhí, phành nhí, phành nhí. Thì có thể là mai mốt Các Thi sẽ phát triển thêm gỏi khô bò đen. Trở lại gỏi khô. Một phần đem về luôn con. Bữa nãy em có qua bên kia không? Hay là... Dạ không, không biết đường. À, ở đây ghé đây luôn á hả? Dạ. Ghé đây mấy lần rồi? Hai lần rồi, lần thứ hai. À? Dạ. Bây giờ ăn bán bánh tráng trộn. Ủa, dạ, cây đông vẹn. Không biết đi, đi tới qua khỏi tình hình á. Cái thằng xuống luôn, xong rồi hỏi. Không ai biết hết, thấy xa quá là trở lại. Đi xuống dưới kia đó hả? Qua cầu Gạch Ông. Biết cầu Gạch Ông không? Biết. Qua cầu Gạch Ông, bên tay phải có hẻm 1005. Cứ quẹo vô đi qua hai cái cầu bê tông là tới. Dễ xa quá à. Bên chân trộm này Các Thi trộm hay là chị trộm? Các Thi trộm được. Lấy hai con biển ra để phụ ủ con biển ra sẽ lấy tiền. Dạ. Lấy đồ thì rồi má ơi má. Ăn đây chút rồi chút chèo bệnh chơi. Tính qua bển ăn bắp của Giang Tiên. Giang Tiên bắp lươn. Ừ, bánh chơi. Các bạn ăn bánh tráng trộn nữa. Bánh nhiều món ngon lắm á. Đợi tí xíu nha, đang trên đường về. Đây là Ngọc Quyền đang giao bánh cho khách mua mang về đó các bạn.
gì con? Hello mọi người, chào đón mọi người đến kênh Diva Cát Thi Official. Và bây giờ Cát Thi sẽ review trong cái món rất là hấp dẫn của bánh tráng trộn Diva trong chi nhánh mới tại địa điểm là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Thì ngày hôm nay Cát Thi sẽ ở đây, bây giờ Cát Thi sẽ review cho mọi người. Đây là trái cây tô tại địa điểm của Cát Thi. Thì Cát Thi sẽ đây là cách của chị, của Cát Thi làm chứ không phải Cát Thi. Rồi Cát Thi sẽ đó, trộn đều vô, thấy không? Đó mọi người. Và ở đây mọi người biết tại sao cái phần nào, mọi người ơi, nhìn cái tô rất là bự nha. Tô nó rất là bự luôn á. Một cái tô này chỉ giá 35.000. Nó rất là hấp dẫn mọi người. Đó. À, tuy sữa nó hơi bị lem ra ngoài tí xíu,